Các bài đọc lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Năm 1. Năm lẻ. Bài đọc 1. Bài trích sách xuất hành, xuất hành chương 2. Câu 1 tới câu 15a. Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc nhà Lê Vi đi cưới vợ cũng trong chi tộc mình. Nàng mang thai và sinh hạ một con trai. Thấy con trẻ khôi ngô tuấn tú, nàng giấu kín trong 3 tháng. Khi thấy không thể nào giấu kín được nữa, nàng liền lấy chiếc thúng trét nhựa thông, rồi bỏ đứa trẻ vào trong, đem thả trong đám sậy ở bờ sông. Chị đứa bé đứng xa xa để quan sát sự việc xảy ra thế nào. Bấy giờ có công chúa con Pharaoh xuống tắm dưới sông, còn các nữ tỳ đi bách bộ theo bờ sông. Khi thấy cái thúng mây ở giữa bụi sậy, nàng sai một nữ tỳ xuống vớt lên, vừa mở ra thấy một trẻ nam nằm khóc trong đó. Nàng thương hại và nói, đây là đứa trẻ Do Thái. Bấy giờ chị đứa trẻ thưa với công chúa rằng, bà có muốn tôi đi tìm cho bà một phụ nữ Do Thái có thể nuôi đứa trẻ này không? Công chúa đáp, đi tìm đi. Chị đứa trẻ liền đi kêu mẹ nó. Công chúa Pharaoh nói với mẹ đứa trẻ rằng, chị hãy lãnh nuôi đứa trẻ này dùm tôi sẽ trả công cho chị. Chị ta liền nhận nuôi đứa trẻ, và khi nó lớn lên thì đem đến cho công chúa Pharaoh. Công chúa nhận đứa trẻ làm con nuôi, đặt tên cho nó là Môi-sen, và nói, vì tôi đã vớt nó dưới nước lên. Trong những ngày ấy, Môi-sen đã khôn lớn, liền đi thăm anh em mình. Người thấy họ cơ cực, và thấy một người Ai Cập đang hành hung một người Do Thái là anh em của mình. Sau khi đã nhìn qua nhìn lại không thấy ai, người liền hạ sát tên Ai Cập và vùi thây dưới cát. Hôm sau, người đi ra thấy hai người Do Thái đang đánh lộn với nhau. Người bảo kẻ có lỗi rằng, tại sao anh đánh người bạn của anh? Anh ta trả lời, ai đã đặt anh làm lãnh tụ và quan án xét xử chúng tôi? Anh cũng muốn giết tôi như anh đã giết người Ai Cập hôm qua sao? Môi-sen lo sợ và nói, việc này người ta đã hay biết rồi sao? Pharaoh nghe biết câu chuyện, liền tìm giết Môi-sen, nhưng Môi-sen đã lánh mặt nhà vua, trốn sang xứ Madian. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 68. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Tôi bị dìm trong hố bùn lầy, không có chỗ để đặt chân nương tựa. Tôi bị rơi trong đầm sâu nước lớn, và ba đào đang lôi cuốn thân tôi. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Nhưng lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương,
Xin nhẫm lời con theo lượng ca đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Phần con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa xin gia ân phù trợ. Bảo toàn thân con sẽ sướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của người bị bắt cầm tù. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Alleluia! 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 Thánh Vịnh 24, câu 4C và 5A. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Alleluia! 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 Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 11 câu 20 tới câu 24. Khi ấy Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corozan, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaida, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhậm rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Tyro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao, ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.